Nước mía đó hả? Còn lên nữa hả? Thôi đi vô chánh điện trả phần trước ta. Con không thấy. Thấy chánh điện mở cửa ta. Đóng cửa rồi. Mình đi phía trước đi. Chánh điện ở bên này. Có gì nóng hả? Ở gì? Hai con trai cộng hai đứa con gái đi. Con đây mà nó ở dưới đây. Còn lên được không? Có gì đâu, đi từ từ lớn. Hai đứa không đi lặn lên kia.